Chuyển sang các tin tức khác. Nằm trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2018 PP18, Bệnh viện Quân y 87, Tổng cục Hậu cần và Quân y Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả. Nổi bật là trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ y dược nhằm cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Buổi trao đổi chuyên môn điều dưỡng tại buồng bệnh của các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 87 và Quân y Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ. Hai bên đã cùng nhau trao đổi về một số mặt bệnh điển hình, chăm sóc toàn diện người bệnh, sàng lọc, đánh giá, chỉ định phẫu thuật trên bệnh nhân. Đây là những kiến thức y khoa rất ý nghĩa. Tôi cảm nhận được sự giống nhau giữa các quốc gia trên thế giới của các bác sĩ, nhân viên ngành y tế, lo cho bệnh nhân, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân trong ngành y để họ có sức khỏe tốt hơn. Các y bác sĩ Viện Quân y 87 cũng cùng các bác sĩ Hoa Kỳ, Pháp, Australia, Peru thực hiện khám, điều trị và thực hiện phẫu thuật cho 14 bệnh nhân với các mặt bệnh u mỡ, u bã đậu, gai xương ngón tay, chám răng, lấy cao cho 90 bệnh nhân trên tàu bệnh viện 561. Lực lượng quân y các nước còn tham gia trao đổi về y học hải quân, y học lặn, tập trung giới thiệu về y học tàu ngầm, những vấn đề tâm sinh lý của thủy thủ tàu ngầm, kiểm soát môi trường, vấn đề mệt mỏi trong lực lượng tàu ngầm, đặc điểm nhân cách và những liên quan đến trạng thái tâm lý của thủy thủ tàu chiến đấu. Trong cái quá trình hợp tác với quân y của bạn thì cái lĩnh vực phát triển chuyên môn kỹ thuật là hết sức thiết yếu và cần thiết đối với bệnh viện, đặc biệt tập trung phát triển cái mảng y học hải quân. Đây là cái mảng mà Việt Nam đang cần những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm của các bạn trong cái quá trình xử lý những cái tình huống và chăm sóc cho sức khỏe cho bộ đội tàu ngầm. Đây là lần thứ hai Bệnh viện Quân y 87 tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương, được hợp tác với các chuyên gia, bác sĩ trên thế giới trong việc khám chữa bệnh, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận kỹ thuật mới, không chỉ giúp các y bác sĩ Viện Quân y 87 học tập, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, hữu nghị với quân y các nước.